Anh em cần là pass VIP, pass cao cấp và tất cả các dịch vụ khác, liên hệ ngay số điện thoại Zalo đang hiển thị trên màn hình. Hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở về tàu sân bay anh em nhé. Có rất là nhiều anh em mà yêu cầu mình làm về tàu sân bay. Sau một thời gian thì mình cũng không có làm về tàu sân bay rồi. Thì ở đây mình sẽ chọn được ra 3 thi chính anh em nhé. Mình sẽ đi chơi 3 trận với 3 cái bộ trang bị của 3 cái ý bạn này. Rồi thì cái bạn đầu tiên ấy, thì bạn ấy bảo mình chơi con tàu 004 với cái bộ trang bị đó là cường kích Panskinwick. Đấy, máy bay tiêm kích là AT-51 anh em nhé. Nói chung là toàn đồ pass VIP rồi. Con cường kích Pan này thì nó ở trên thị trường anh em nhé. Đấy, máy bay ném bom là B-52. Máy bay không người lái là FH-97A, CH-1 Rapid Fire, HL và Gapul. Mỗi khe là X4. Rồi mình sẽ đi chơi luôn cái trận 1 anh em nhé. Kết thúc cái trận 1 thì mình sẽ chuyển sang cái bộ trang bị trận 2 theo yêu cầu của các bạn thứ hai. Nói chung là cứ chơi đến trận nào thì mình sẽ làm cái bộ trang bị của cái trận đấy. Tại vì anh em bây giờ comment không những là CL2004 mà có một số anh em còn comment cả Enterprise nữa. Nhưng mà mình thì sẽ phải làm từ từ thôi. Một ngày thì chắc là mình chỉ lên được một cái video clip. Nó chỉ khoảng tầm vậy thôi. Trong khi một cái video clip thì mọi người biết là comment rất là nhiều. Mình làm thì nó không kịp được. Nó càng ngày nó càng nhân bội lên đấy. Cái bộ trang bị này thì nghe có vẻ nó mạnh quá đúng không anh em? Có cảm giác nó hơi mạnh ấy. Con này là bắn pháo điện anh em nhé. Đấy, tiêm kích bắn pháo điện này. Ê, mới khắm thì cái pháo điện này nếu mà anh em nào mà để ý kỹ là nó giống của cái con CH1 ấy. Đấy rồi, dí thử cái anh em nhá. Đấy, ôi giời, nghe cảm giác nó không phiêu lắm nhỉ. Dí kiểu như là càng dí nó tâm nó càng hơi rõng rãng ra ấy. À đây rồi. Ôi giời anh em ơi. Tao vừa thấy mày mồi xong. Ôi giời ơi, Veliki à. Kinh quá nhỉ. Đáp thôi, ở đâu rồi? Đây. Bạn ý ở đây. Ôi xổi anh em ơi, vã con ve đi. Có điều kiện là chúng ta phải vã liền. Anh em ơi. Đây rồi. Ôi xổi ơi. Quá đau. Đây rồi. Cho tiếp phan nữa. Úi xổi ơi, cũng gần đi kìa. Rồi cụ có đi không ta? Anh em ơi, help me mình nhá. À bên này của mình có con tàu ngầm này. Được, nó đứng nó kè là ok rồi. Mình cũng không có ngán lắm. À bắn mình không ta? Ô thằng ve nó không chết kìa. Vãi thật. Cuốn ship. Ôi thôi anh ơi, té anh ơi. Thằng ve tại sao nó không chết ta? Được rồi, để em ra đây em móc cho anh cái nữa vậy. Anh em mình tem mình trận này diệt hạm nó hơi tệ nhỉ. Thôi mình sẽ không chơi thằng tàu sân bay đâu, mình sẽ chơi cái thằng này cơ. Thằng này nó mới là cái mục tiêu của mình nhỉ, anh em này. Tan. Ôi giời, nó mồi được hết kìa. Ê, nó mới đẻo chứ nị. Mày mồi đi. Thế mày có chịu nữa không? Ủa, nó không chết kìa. Ôi, hư cấu vậy ta. À, là chết rồi. Vâng, cuối cùng thì anh ấy cũng chết rồi. Quả ý mà nó mang cái con Veligin nó mà dí được mình là hỏng luôn đấy. Mày thế, nó yếu máu lại không dám ra chứ nị. Áng, mình xin. Thôi, bây giờ mình chơi thằng tàu sân bay đi. Sao tem bạn trận này nghe hơi quẳng nhỉ. Không, mình phải chơi thằng này thôi. Thằng này nó sẽ là cái tác nhân nó gây ra cái chết cho mình đấy. Mình không có giải. Tên. Đây rồi. Ôi rồi. Ôi chết rồi. Tưởng bạn nào chưa gì đã chết rồi, yếu đuối thế. Rồi còn bạn này nữa. Ui giời ơi. Senatai 004 đã bắt đầu dí bạn rồi. Bạn mồi làm cái gì? Nó đâu có cái tác dụng gì đâu bạn. Sẽ chơi tiếp con này đi. Ồ, hết cái vũ khí số 2 rồi kìa. Ui dồi, cái bộ trang bị này công nhận bắn sướng thật.
Nếu mà không bị ai động đến là bắn sướng phết đấy anh em ạ. Mồi mấy chúng tôi nè. Tôi đã lao lên chúng tôi bắn tiếp. Ôi tôi chết rồi. Ô rồi ăn được hai mạng anh em ạ. Ôi đội bạn trận này là cũng may nhiều người nó không biết chơi đấy chứ. Mình cũng hit được hai kin. Sau đó giờ mình sẽ chuyển sang cái bộ trang bị thứ hai anh em nhé. Mình sẽ đánh giá qua cái bộ trang bị đầu tiên này thì quá ok rồi, quá mạnh rồi. Gọi là gần như là cái loại máy bay nào anh em có thể sốc đam tốt. B52 chơi sốc đam tốt, spam skin wick thì đứng spam từ xa, gây đam cũng tốt. Tiêm kích nhưng mà gây đam đau mà anh em. Nói chung bộ trang bị này là ok đấy, mạnh đấy. Rồi mình sẽ chuyển sang cái bộ trang bị thứ hai anh em nhé. Rồi và đây là cái bộ trang bị của cái bạn thứ hai anh em nhé. Đây bạn này thì bạn ấy bảo mình nắp đó là súng phóng lực rocket, tiêm kích là F28, MiG-41, SR-72, XQ-58, V280. Còn lại thì cơ bản là vẫn như cái bộ trang bị trước thôi, Rapid Fire, Gagpool và HL. Có chăng thì nó sẽ thay đổi cái vị trí của cái Gagpool với cái HL thì nó sẽ thay đổi cái vị trí cho nhau thôi, không có gì là quá khác biệt cả. Cái con máy bay ném bom này thì theo cái sự thay đổi này thì nó sẽ thiên cái hướng là anh em tấn công từ sớm. Vì con SR-72 này thì nó là một con máy bay ném bom, nó bay rất là nhanh. Tomcat thì nó lại ngược lại anh em nhé, nó lại không cho phép anh em tấn công được từ xa. Đấy, nó chỉ bắn được từ cự ly tầm gần đến trung bình thôi. Được cái thì nó sốc đam tốt nhưng mà nó cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cái bẫy mồi. Tên lửa thì gần như là không có loại tên lửa nào siêu thanh bay quá nhanh, cũng bay ở mức độ bình thường thôi. Cho nên là nhiều khi anh em dồn hết ấy, thì nó cũng chỉ là một cái phương án nó 5 ăn 5 thua thôi. Chúng thì chúng hết mà bị mồi là mồi hết. À, khi đã vào gần thì anh em biết là phòng không thì nó mạnh lắm. Có chăng thì sang tháng sang tháng thì anh em sẽ được chứng kiến là những cái vũ khí phòng không nó sẽ bị nét đi rất là nhiều. Thì lúc này anh em chơi tàu sân bay thì chắc là sẽ có một chút lợi thế. Anh em thấy không ấy, bay một phát sang tận nơi luôn. Em đi vòng luôn, qua một vòng. Đấy, xem nào anh nào, đây anh này đi. Thấy anh này, bắn anh này thôi. Thấy anh nào, em bắn anh đấy. Anh thông cảm nhé. Rồi em đi về. Em chỉ bắn thế thôi. XQ-58 này, cho XQ-58 này dí trước đi vậy. Dí thằng nào đây? Đây, bỏ công dí thiết giáp thì dí luôn. Tén. Úi trời ơi, không chi nhê rồi ta. Cảm giác là không chi nhê. Thôi được, lái con này đi. À, tàu sân bay kia rồi, CVN-78 anh em ơi, CVN-78. Trận trước vừa gặp một CVN-78, trận này lại CVN-78, sao ngắm thế nhỉ? Đây rồi đây, hỗ trợ anh em liền. Mấy con này sang thì hỗ trợ liền. Có hoang ngán cái gì đâu. Đấy đi, SR-72 nó lại hồi lại rồi. Chúng ta lại đứng là spam tiếp. Chúng nó cứ sang là đứng là từ trên cao hỗ trợ anh em nhé. Mình đâu có ngán đâu. Con này bắn được từ xa là 5,8 km là quá được này. À, xem còn thằng nào không. À, Squall Ship là định sang gây quấy nhiễu này. Anh em cứ ăn thằng kia đi, thằng này để mình xử lý nó cho. Mình nhường cho anh em cái mạng kia đấy. Đứng spam thôi anh em ạ. Đứng cự ly này spam sướng phết nhỉ. Nó chết rồi. Nếu thằng Squall Ship này là cũng chết nốt. Nói thẳng thế luôn cho nhanh. À, không chết à. Cái góc này nó hơi bị khuất anh em ạ. Đây rồi, mày chạy ra đây. Mày chạy ra đây, mày muốn tìm tao đúng không? Hình như thằng này nó muốn ăn mình thì phải anh em ạ. Thằng này nó muốn ăn mình lắm này. Mình cứ đuổi ra, mình dí thôi anh em ạ. Đâu ra. Á. Ôi dồi ôi. Hello. Ngoan ra ngõ hẹp. Ui dồi ôi, bạn thằng đây, thằng này nó đi kiểu tự động hay sao ấy nhở? Hay thằng này nó là bot ta? Có khi nào thằng này nó là bot không ta? Nghe có chút hư cấu. Ôi giời ơi. Mà cho mình ăn cái mạng này đi vậy. Tàu sân bay nó là hợp lý quá, cần gì nữa. Hồi nhẹ cái máu cái. Ô không ăn được kìa. Ô đẻo thế nhở. Ôi được không sao. Sang cố hit cái bạn thiết giáp xem vậy. Bạn này bạn đứng suốt từ nãy ở đây giờ này. Do con mát xa nó sang nó xử sống rồi.
cho em xin nào, cho em xin cái nào, cho em xin phát thôi, cho anh em mình tình cảm. Chà, biết là có kịp không như này. Thôi thôi anh ơi, cho em xin cái mạng đi, cho em xin cái mạng đi. Ôi trời ơi, ăn được không anh em? À, ăn được, ăn được, ăn được. Nó nhảy kỳ rồi anh em ạ. Nói chung cái bộ trang bị này thì chơi cũng được thôi, nhưng mà như mình đã nhận định ngay từ đầu rồi đấy, thì cái Tomcat là sẽ không gây sát thương được tốt như con Passing Quick. SR72 thì nó lại thiên hướng là đứng spam từ xa và tấn công được từ sớm, chứ không phải là sốc đam như con B52. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái bộ trang bị thứ ba anh em nhé. Rồi và chúng ta sẽ đến với cái bộ trang bị cuối cùng anh em nhé. Theo yêu cầu của bạn này thì bạn ấy bảo mình lắp đó là súng phóng lựu Thai 7A64A, máy bay ném bom là TU-A2, cường kích F-SCAP, tinh kích G-20, máy bay không người lái là Pass Titan Taranis, trực thăng SVA-2, pháo tự động Maklin. Phòng không thì bạn ấy lại bảo là gắp pun với cái tia laser đỏ trên thị trường. Tia laser đỏ trên thị trường thì chỉ có cái này thôi anh em ạ. Đây nó là cái THL này. Đấy, thì nói chung mình đánh giá cái bộ trang bị này thì cũng gọi là bình thường thôi, tạm được. Tạm được ở cái khoản đó là cái máy bay ném bom ấy, cường kích, không người lái, gọi là ở cái khoản tấn công đấy. Chứ còn lại thì cơ bản là anh em sử dụng cái đồ shop. Còn cái laser thị trường này thì mình đánh giá không cao đâu. Rồi mình sẽ đi chơi luôn cái trận 3 anh em nhé. Cái bộ trang bị này thì anh em chơi thì cũng được thôi, nhưng mà cái khả năng phòng thủ thì hơi kém. Mình đánh giá là như vậy, thì cái pháo tự động thì anh em đã lắp cái loại Maklin rồi. Thì được cái là những cái mác mà nó rộng rộng thoáng thoáng ấy, thì anh em cấu máu được từ xa bởi cái Maklin một chút. Chứ còn phòng thủ thì gần như là không có. Phòng thủ thì anh em sẽ cần phải lắp cái Rapid Fire hoặc là Thai 30 gì đấy. Mang con F-Cat, thôi mang con này đi check đã. Phòng không cũng thả nắp full, gắp full hơn. Nhưng nếu mà lắp cái laser đỏ thị trường thì mình nghĩ là không nên. Để bạn yêu cầu mình cứ làm thôi. Laser đỏ thị trường nó yếu lắm. Gì cho nó mất đi. Chết một con ngay. Úi dồi ôi, đúng rồi anh em thấy không? Đúng là đầu game nó khác. Phòng không nó mạnh lắm anh em ạ. Mình chưa được vào thế. Anh em chơi tàu sân bay thì đi cover đồng đội thế này thôi. Thế nào ok lắm rồi. Ôi giời, thế nó có chết rồi ta. Chết rồi đấy. Nhẳng một cái là chết luôn rồi. Hình như là có cụ ve. Có cụ ve này. Mồi gớm phết nhỉ. Mồi với chúng tôi này. Mồi với chúng tôi này. F-Cat của mình nó đang trên quá trình hồi à. Đây. Đấy, anh em cứ đi cover này, cứ tìm những cái mục tiêu nào yếu máu này. Công kích luôn. Đồng đội anh em nó nhìn thấy là nó sướng lắm ấy. Ôi trời ơi. Thôi, thế thôi, tạp té thế thôi. Ham hố gì đâu. Ô. Thằng đội bình nhân sắp đi rồi. Cụ vẹo cũng chết luôn ạ. Xử lý thằng massage đã. Thằng massage này. Thằng này nó sẽ là cái nguyên nhân nó gây ra cái chết cho mình này. Đó. Biết không có tui ăn được bao nhiêu. Ôi nó bắn rụng luôn tu 22 của mình rồi. Thế nó mới dở chứ nè. Chưa gì nó bắn rụng rồi. À bạn ra đây. Bạn đang muốn tìm mình đúng không? Mình cứ lùi đấy. Mình cứ lùi thôi. Hình như thằng này nó không có trực thăng nha. Mà lúc đầu mình bắn chết con trực thăng của nó rồi. Ôi trời ơi. Đây cho bạn đây. Bạn cứ mồi đi. Bạn cứ mồi đi. Bắn nó là việc của mình. Rồi, biết là thằng này nó có thấy mình không ta? Tầm này chắc là cũng sắp thấy rồi đấy. Nhưng mà thấy mình xong rồi chắc là bạn cũng hoảng. Thấy mình xong rồi chắc bạn cũng hoảng. Bạn muốn bắn mình nữa không? Và bạn ấy vẫn muốn bắn mình ạ. Chán lắm cơ. Bạn nào đây? Spoonship mà bạn ấy muốn tìm mình à? Đấy thì như mình đã nói rồi, cái con này thì nó phòng thủ nó hơi kém vì anh em không có cái rapid fire ấy.
Ô, chết kìa, nhìn nó bay kìa mà nhìn phí không kìa. Ôi giời ơi. Ô, thế trận này thì cũng lại tạm tạm như hai trận trước rồi anh em ạ. À. Ui dồi, số tem mình toàn level 20 với 23 người ta. Ôi, trận này khắm thế nhỉ. Đấy thì được cái là cái Marklin ấy, thì như mình đã nói rồi, một số những cái map mà nó thoáng thoáng ấy thì nó sẽ giúp cho anh em là cấu máu được từ xa tốt. Nhưng phòng thủ thì nó sẽ hơi kém anh em nhé. Còn về cái mục mà pháo, à xin lỗi anh em, về cái vũ khí phòng không ấy, thì nên thay đổi sang cái gác full thì nó sẽ ok hơn, chứ cái THL mình sẽ không đánh giá cao lắm. Cơ bản là có vậy. SV2 thì anh em có thể chơi được nhé. Ở lên T3 anh em có thể mang con SV2 này được. Rồi thì mình đã đi chơi cho anh em 3 trận với 3 cái bộ vũ khí trang bị theo yêu cầu của mọi người. Rồi và cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video của mình. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những cái video sau.